Minasan konnichiwa. Người dân Việt Nam thường chọn cây mai để thờ cúng và trang trí trong nhà, không phải là điều ngẫu nhiên. Hoa mai trong ngày lễ Tết, đặc biệt là ngày Tết tại Nam Bộ, có ý nghĩa rất linh thiêng và quan trọng. Cứ mỗi khi Tết đến, đường phố, nhà cửa người Việt đều trang trí những đóa hoa mai vàng, những cành mai được người người kỹ lưỡng lựa chọn để mang lên dâng cúng tông bà, tổ tiên, cầu mong một năm mới an khang và hạnh phúc. Từ xưa, cây mai đã gắn bó với làng quê, ruộng vườn xứ sở Việt Nam, gắn bó với con người Việt Nam từ lúc tổ tiên khai đất lập làng để sinh sống. Cây ương mầm cắm rễ sâu trong đất, chẳng chịu khuất phục bởi gió bão, dù thời tiết có khắc nghiệt ngã đến đâu, thì theo năm tháng, vẫn tràn đầy sức sống, nở hoa đầu mùa. Vì thế, cây mai được ông cha ta ngày xưa ví như biểu tượng của cốt cách luôn giữ vững trong tâm trí đạo lý ân nghĩa, như sức sống bền bỉ trải qua bao gió sương, để rồi đơm hoa đúng vào đầu xuân mang đến sắc hương ngọt ngào. Bên cạnh đó, sắc mai vàng tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang phú quý. Mai vàng nở đầu năm như mang đến sự phồn vinh, hạnh phúc cả một năm. Vì thế, mai vàng luôn là sự lựa chọn của người dân Việt để dâng lên cúng tổ tiên hoặc trang trí trong ngày Tết, nói lên sự bền vững, niềm tin và sự bình yên của cuộc sống, mong muốn một năm mới tràn đầy hạnh phúc, sung túc và đầy may mắn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan arigatou gozaimasu.